Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shop.tng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Một mình cân tin địch là mong muốn không chỉ riêng ai, kể cả S và anh em chơi ở bất kỳ trận đấu nào đều mong muốn đạt được. Một khi chơi game giao tranh là yếu tố cần thiết để có thể tranh chấp mục tiêu, hoặc là giao tranh khi có lợi thế, hay là các pha bắt lẻ bất ngờ tạo lợi thế cho đồng đội. Và ai đều mong một mình lập công đưa cả đội lên bảng điểm số, để rồi khoe khả năng cân 2, cân 3, thậm chí là cân 5 để khoe bạn bè. Nhưng sự thật thì rất khó nếu không có sự trợ giúp trực tiếp hoặc là gián tiếp từ team. Gián tiếp là bạn một mình cân 5, nhưng trước đó đồng đội đến giúp bạn cấu máu, giúp bạn thu hút hàng tấn sát thương và CC rồi. Bạn mới có thể cân 3, cân 5, dù chính bạn là người trực tiếp ăn mega kill. Nên nhớ điều này, chớ khoác lác một mình ăn hết nhé anh em. Nhưng việc cân 2, cân 3 lại là điều không khó với một vài vị tướng khi đạt ngưỡng sức mạnh. Vậy các vị tướng nào có thể quẩy cân 2, cân 3 khi bị gank, để rồi chờ đồng đội hoặc là một mình ăn tất cả? Quét tìm hiểu ngay nhé. Thứ nhất là Vred. Vred sở hữu bộ kỹ năng hoàn hảo cho vị tướng đấu sĩ sơ đường với áp khống chế cứng cực nhiều, hồi phục, sát thương theo thời gian liên tục. Nếu anh em kết hợp chính xích và song xích, Vred có hẳn đến 2 kỹ năng có thể làm choáng ở cấp độ 2 và sát thương tốt, hồi phục khi kích hoạt nội tại. Đó là lý do vì sao mà ở ngay cấp độ đầu, Vred có thể quấy cực ghê rồi. Việc cân 2 hay 3 ở đầu game là có nhá. Nếu đối đầu team địch cướp hoặc là phá rừng mà toàn cận chiến hoặc là không có sát thương nhiều, anh em lưu ý rằng muốn cân 2 hay là 3 phải tùy tình huống và tùy hoàn cảnh của đồng đội, chứ đừng có ảo tưởng sức mạnh nha. Vết là chất tướng càng đông càng mạnh, cặp mấy vị tướng tay ngắn gáp áp vào là vết quấy được hết. Chưa kể lại là các tướng mạnh từ đầu đến cuối game, đánh nhau ở bất kỳ thời điểm nào. Nhưng điều quan trọng nhất là anh em phải tung chiêu chúng để có thể lấy nội tại và di chuyển nội tại chuẩn xác vào tướng địch nhé. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phù hiệu ma tính hoặc là đấu khí nếu mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, cầm tốc biến hoặc là tốc hành. Do sở hữu nhiều kỹ năng làm choáng và cường hóa tăng sức tấn công, tốc đánh và phần trăm chiến giáp tốt ở chiêu cuối, có thể kết hợp với hồi máu và giảm một chiêu ở toàn bộ combo từ nội tại khi kích hoạt, nên bạn không cần phải quá chăm chút lên trang bị tăng sát thương hay là giảm một chiêu quá nhiều đâu. Nếu cần thì Budamasa là đủ rồi. Điều quan trọng đó chính là tung chiêu chính xác và sử dụng chiêu cuối dứt điểm mục tiêu chuẩn. Đây là vị tướng không chỉ đi sâu đường, mà anh em nếu đi rừng là Daxi hoàn toàn có thể cầm đi mid nhá. Rất là đa năng và giá thì quá thơm. Chơi ngay đi, mạnh từ đầu đến cuối game cho anh em. Thứ hai, Raurel là một chất tướng cực khó chơi, nhưng nếu biết chơi chắc chắn mạnh, bởi lượng sát thương chuẩn, khả năng hồi phục và né chiêu, né khống chế rất tốt. Chiêu 2 được giảm khả năng hồi chiêu khi dùng chính xác, nên hãy tận dụng lợi thế này để có thể sử dụng chiêu thức này liên tục. Anh em nên chơi đâu, chú ý mạnh nhất đó chính là khi có full hồi chiêu. Tức là anh em phải ưu tiên lên trang bị giảm hồi chiêu sớm mới có thể cân team dễ dàng được. Chứ đầu game chưa có hồi chiêu quá nhiều, rau chưa quá mạnh, anh em đừng quá hổ báo. Hai chiêu thức con đường sám hối và đôi cánh thực thiết đều được giảm hồi chiêu khi anh em đứng trong tầm hiệu ứng của chiêu cuối, nên anh em cần phải bật chiêu cuối đúng lúc và đúng vị trí nhá. Trong trận đấu, Raurel dù sức mạnh đủ để có thể cân 2 cân 3 đối thủ khi có bờ ru trong người hoặc mở ngoặc, không ăn khống chế dạng như Aether hay Arum nhá. Như thế mới có thể bay nhảy bờ chiêu 2 được. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phi hiệu ma tính nếu mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, đem tốc biến hoặc là thanh tẩy nếu địch có quá nhiều vị tướng hiệu ứng khống chế nhà Daxi nhá. Quan trọng nhất của Raurel chính là thời gian hồi chiêu. Khi đủ 40% có thể bất tử nếu combo tốt, nên ngọc xanh chúng ta có thể ưu tiên 10% hồi chiêu nha anh em nếu có. Chiêu giao tranh thì anh em nên tung chiêu 1 để cấu rỉa. Chúng ta lựa chọn Raurel đa số là khi đối đầu với team thuộc dạng châu chó và nhiều vị tướng cận chiến, ít cấu rỉa từ xa. Raurel tối quan trọng là ở chiêu 2. Nếu bạn dùng tốt chiêu 2, có thể để né chiêu hay là sát thương từ tướng địch, giúp bạn có thể bay nhảy và lật kèo một cách cực kỳ bất ngờ. Nên chúng ta mới có câu, đầu game có thể băm hành Raurel dễ dàng, nhưng khi Raurel có đủ trang bị và đạt ngưỡng sức mạnh, hoàn toàn có thể giúp bạn có thể cân 2, cân 3 người nếu không có khống chế cứng và liên tục sử dụng chiêu 2 đúng thời điểm và chuẩn xác. Nếu gặp phải một Raurel chơi hay, sử dụng chiêu 2 đúng lúc đúng thời điểm thì việc bị lật kèo ăn hành là cực kỳ cao. Bản thân S từng gặp một Raurel như vậy, thực sự rất khó chịu, ba người xông vào mà cô nàng kia khi có đủ trang bị và đủ ngưỡng sức mạnh có thể cân hết, rất là khó chịu nha. Tưởng ăn được rồi, ai dè lại bị lật kèo dù còn chút máu. Nếu anh em phải đối đầu cùng Raurel, chúng ta nên ưu tiên các vị tướng cấu rỉa có sát thương từ xa, lựa chọn vị tướng soi thương nhanh, tuyệt đối không nhây. Đương nhiên là phải có khống chế cứng liên tục nhé anh em, như thế chúng ta mới có thể dễ dàng hạ gục hơn. Thứ ba, Lữ Bố. Đây là vị tướng công thủ toàn diện, cũng giống như Raurel thôi. Lữ Bố sẵn sàng là con bài cân 2, cân 3, nhờ khả năng hồi phục máu liên tục. Bộ kỹ năng của vị tướng này giúp đồng đội trở nên an toàn hơn, đặc biệt là với các vị tướng xạ thủ hay là pháp sư.
vì trắng đội đã có mệnh tướng tiên phong lao vào càn ra tranh và quẩy trừ được tiên địch rồi. Lao mệnh tướng đấu sĩ những thể lên tùy ý thủ hay là sát thương để đem lại lợi thế cực kỳ lớn. Nếu để lưu bố xanh sớm hay là cuối trận có đủ trang bị thì thực sự là một thảm họa với tiên địch. Anh em có thể sử dụng lối chơi đầy lẻ để thể câu kéo đối thủ, giúp cho đồng đội tấn công đường khác hoặc là ăn mục tiêu lớn. Sau khi được tăng sức mạnh ở nội tại, giờ đây khi mà ở giữa game, anh em có thể giữ nội tại liên tục và luôn có trong mình sẵn sàng 100% tốc độ đánh và có thể càn quét ra tranh. Giống với Daudel, đưa bố ngưỡng sức mạnh là về sau, nên anh em đầu game đừng quá hổ báo cần 2 cân 3 nhé. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phi hiệu ma tính hoặc là đấu khí, nước mắc chiêu 2 và cài máu thấp nhất, cầm tốc biến hoặc là tốc hành nhé. Anh em chơi đưa bố thì cố gắng đè đường khi ở chiếc cuối, đầu game chưa chiếc cuối không nên quá hổ báo. Cứ cố gắng farm và cấu đỉa bằng chiêu 2 nhé, sát thương cực kỳ lớn luôn. Chỉ tầm khoảng giữa game bạn mới có thể giữ liên tục được nội tại 100% tốc độ đánh, nên khi đó nhớ phát huy tối đa lợi thế này ở trong pha ra tranh nhé. Lưu bố ở con tướng không cần đánh nhau nhiều, nên anh em học cách ép đường, không cho tướng solo bên địch đi gank. Nhưng nếu cần, lưu bố vẫn phải là con bài đảo gank hiệu quả nhờ sự cơ động và khống chế tuyệt vời nhé. Đánh lưu bố anh em cố gắng băng lên khép góc chủ địch. Bản này lưu bố đã được tăng sức mạnh lên nhiều, nên là anh em cứ băng vào bật chiếc cuối đúng lúc để có thể được hồi máu nhiều nhất. Nhưng nhớ nên em với con không chỉ cứng ta nhé. Anh em bị không chỉ cứng mà không quẩy được là xác định chiến thần bị phế ngay, nên ta cần phải ra vào giao tranh bắt chủ lực hợp lý. Đây tiếp tục là vị tướng cần trang bị và giao tranh nhây lì cực mạnh, không kém gì Daudel cả. Hiện tại ngoài vị trí solo đường ra còn được một vài anh em sử dụng để đi trợ thủ cơ. Anh em thử xem nào. Thứ tư, Kyoroth. Một vị tướng khác cũng tạo dựng được tên tuổi và đôi đánh cực kỳ cù nhây cân tim. Mặc dù lối chơi vô cùng đơn giản và thuần chất, cùng vị tướng khô máu và máu chiến đó chính là lao vào và đập. Và chiếc cuối giúp Kyoroth thực hiện được điều đó. Chính vì sự quả báo của mình mà Kyoroth không chỉ bị giảm gián tiếp từ ma tính, mà còn bị giảm cả khả năng hồi phục từ chiêu 2, tốc đánh và khả năng không bị khống chế cùng hồi phục 3 ở chiêu 2 nhé. Đó là các lợi thế mà người chơi sử dụng Kyoroth. Đây là vị tướng hiện tại anh em Daren sử dụng với hai lối, chính là một lối truyền thống vừa công vừa thủ. Đây là lối trang bị hoàn toàn đảm bảo cho Kyoroth sẵn sàng băng xả vào cả đội hình kẻ địch để có thể bắt và chém chủ lực. Mở ngoặc là có đồng đội băng xả phía sau gây sát thương nha. Lối chơi này khiến chủ lực địch bị bất ngờ, không chơi được game và đương nhiên là tạo điều kiện tốt cho chủ lực rồi. Lối thứ hai chính là lên sát thương. Đây là lối trang bị phép mạng bắt chủ lực, nhưng tuyệt đối không nên là người mở tranh và băng xả, không thể như lối an toàn truyền thống được. Anh em cứ tùy trận, tùy chất tướng bên team mình và team đối địch để có thể chơi nhé. Bản thân S là thích lối truyền thống hơn. S thích băng xả một mình chém cả thế giới, và đằng sau là đồng đội vừa băng xả câu kéo thời gian tốt để cho chủ lực đội nhà có thể lo tất cả nhé. Lưu ý khi chơi, ta vẫn nên sử dụng ma tính, nướng mắc chiêu 2 và cài đặt gần nhất hoặc là máu thấp nhất. Ưu tiên khép góc và bắt vào chủ địch, càng lết càng khỏe, nên đúng với bản chất tướng như là dạng của Daudel và đứa bố nhé. Anh em nên tận dụng lính quái để lấy tích nội tại trước khi vào giao tranh. Khả năng đẩy trụ của Kyoroth bá chẳng kém các con tướng khác, nên anh em ưu tiên đẩy trụ trước, cần thiết thì bật chiêu cuối luôn, bật chiêu 2 các kiểu cho nhanh. Nhớ là cài lính đẩy trụ nhé, sử dụng chiêu cuối hợp lý để thể mở tranh hoặc là ép giao tranh. Thứ năm, Zena. Zena con tướng có bộ kỹ năng và chiêu thức vô cùng ảo diệu, độ khó cao. Bù lại, nếu anh em nào thực sự chơi thông thạo vị tướng này rồi, chắc chắn chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào. Điểm đặc biệt của Zena chính là bộ thức hoàn hảo, có công có thủ, không bị khống chế và giảm sát thương nhá. Mạnh là thế, nhưng để có thể tung chiêu chính xác, nhanh và linh hoạt thì cần rất nhiều thời gian luyện tập. Zena con bài anh em sẵn sàng solo kill cân 2, cân 3 nếu tung chuẩn xác và có đủ trang bị để đạt ngưỡng sức mạnh nhé. Để cân tốt 2 hoặc là 3, cần Zena phụ thuộc khá nhiều vào dạng trọng đao để có thể thu hút sát thương và né tránh khống chế từ tướng địch, đồng thời có chiêu thức kèm lượng thương vô cùng lớn và đáng gờm nhé. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng phi hiệu đấu khí hoặc là thánh thuấn, nướng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, cầm tốc biến nhé. Song đao là trạng thái giúp bạn tiếp cận và bắt chủ địch hoặc là các mục tiêu tối ưu nhất, cố gắng câm lặng mục tiêu trước khi chuyển sang dạng trọng đao, như thế mới có thể dễ dàng tối ưu sát thương và combo được. Trọng đao như đã nói, đó là dạng sâu hạ thương khủng và né khống chế cùng giảm thương, giúp bạn tránh bị sâu hạ thương dễ dàng hơn để có thể phản ganh hoặc lật kèo ăn 2 ăn 3 nhé. Đây là vị tướng đi sâu đường mạnh, không ngán kèo, chỉ sợ lịch trình thôi. Nên anh em nào thích đi sâu đường cứ yên tâm luyện tập và chơi, tin chắc rằng giúp anh em đeo đánh cực kỳ hiệu quả. Ad không nói nhiều về lối đánh combo, bởi từng hoàn cảnh ta nên sử dụng sao cho hợp lý nhất. Zena dù sao cũng là vị tướng không quá châu bò, nên ta không nên là người mở tranh và cần có trang bị mới nên hổ báo nhé. Lối trang bị semi rất hợp vị tướng này, bởi Zena không cần full sát thương, nhưng lượng sát thương gây ra đã quá khó chịu rồi.
Trên đây là 5 vị tướng giúp anh em có thể dễ dàng cân 2 cân 3 khi đạt ngưỡng sức mạnh từ trang bị. Đa số đều là các vị tướng phải đợi farm đủ trang bị hoặc late game mới có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Nên anh em chớ ảo tưởng sức mạnh nhé. Và quan trọng là game MOBA là đồng đội, nên phải có đồng đội chứ đừng nghĩ rằng một mình có thể làm tất cả nhé. Nếu có ý kiến cá nhân hoặc là nội dung mới thực hiện, bình luận ngay dưới clip đi nào. Xin chào lại anh em ở trong clip lần sau. Để ủng hộ F, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.